Xin chào các bác, chào mừng các bác đến shop đồ cô Gia Khánh nhóm nhé. Chúc tất cả các bác một ngày mới thật vui vẻ. Thì hôm nay mùng 3 tháng 1 em lại tiếp tục lên vòng lô tôm gồm một con nhé, gồm 56 mã. Thì trước khi vào giới thiệu, em lại giới thiệu qua số điện thoại em là 0878690999. Em đã ghim trên góc màn hình, bác nào mua hàng đến lại trực tiếp cho em hoặc là inbox qua Zalo nhé. Theo báo giá chung video thì cho gồm vì ship mỗi đơn hàng gửi đi sẽ cộng thêm 20.000, ship code toàn quốc, code kiểm tra hàng trước khi thanh toán giúp em. Giờ em sẽ giới thiệu chi tiết từ mã 1. Mã đầu tiên giới thiệu bác một mã 1 nhé. Mã 1 em có con tôm chế dạng này nhé, chế sang chuyên câu bạch tuộc. Đây, cái này người ta đã chế sẵn dạng này bác nhé. Đó, lưỡi cực kỳ chắc chắn luôn, bác giật thoải mái không cho bung bác nhé. Đây, người ta làm cực kỳ chắc chắn nhé. Đây, ngoại hình con tôm này thì là áo còn rất đẹp nhé, không rách nhé. Đây, áo không rách không sùi bác nhé, cực kỳ đẹp luôn. Con tôm này sẽ là size 3.5. Bây giờ chuyển sang câu bạch tuộc bác nhé. Dáng dạng như này. Đây, bật cân. Con này như là cân nặng sẽ là 19g. Để em sẽ test cho các bác nhé. Mã 1 con này sẽ là 19g nhé, 19g. Con này mã số 1 sẽ để với giá là 40.000. Rồi tiếp tục mã số 2. Mã số 2 em có con như vậy. Đây, cũng kiểu dáng câu bạch tuộc nhé. Để chế nữa trên câu bạch tuộc này. Đây, thân áo còn rất là đẹp nhé, không sùi không rách đâu nhé. Con này sẽ màu tím dạng này, thân anh kim. Con này mã số 2 cũng là 19.000, con để với giá 40.000 nhé. Rồi mã số 3. Mã số 3 em con màu như này, con này giống con màu số 1. Con màu số 1 nhé, size 3.5, nặng 19g. Thân áo còn đẹp, không rách không sùi, dáng kiểu như này. Đó, dáng này nhé. Mã số 3 19g, size 3.5, con này để với giá 40.000 nhé. Rồi tiếp tục mã số 4. Mã số 4 em con này con gì này, nó có tên hãng và cái chì nó hơi xùi này, em nhìn không rõ nữa đây. Con này size 3.5 luôn nhá, size 3.5 kiểu dáng này. Con này thì có vẻ bị đứt hai cái râu bên cạnh rồi, hai râu bên cạnh nhá, nhưng này câu vẫn thoải mái quá nhá. Màu sắc rất là đẹp nhá, màu sắc rất là đẹp nhá. Con này áo nó có vẻ bị xùi rách một chút chỗ này này, đó một chút thôi bác nhá. Con lông ngoại hình còn rất là đẹp, đây lưỡi rất sắc luôn, lưỡi rất sắc. Con này size 3.5. Con này là trọng lượng nó sẽ là 20g thôi nhé. Trọng lượng 20g, mã số 4 để ra 40.000. Rồi tiếp tục mã số 5. Mã số 5 em có này là con tôm 3.5 thôi nhé. Tôm 3.5 kiểu dáng dạng này, thân bên trong ánh kim thôi nhé. Lưng sẽ lưng đỏ hồng như này, lưng đỏ hồng, thân cạnh cạnh nhé. Con này cũng bị xước áo một chút thế này này. Đây, chỉ nhầm chút đây thôi nhé, bé bé đấy nhé. Đó, con hình còn rất là đẹp, size 3.5 này, size 3.5. Con này mã số 5. Mã số 5 con này nặng 21g. Con này đẻ với giá 40.000 nhé. Mã số 5 40.000. Rồi mã số 6. Mã số 6 đây con dạng này cũng size 3.5. Con này thì thân sẽ màu cam nhé, cam sọc sọc này. Đây, cam kẻ như này nhé. Thân áo thì là không rách luôn nhé, thân áo không rách nhé. Con này dô tôm nó bị đứt một bên rồi, còn một bên luôn nhé. Bên còn bên nhé. Giá cực mềm 40.000. Size 3.5, con này mã số 6. Đây ngoại hình nó đây, lưỡi sắc này. Con này mã số 6, con này nặng 18g, có để với giá 40.000 nhé. 40.000 nhé, giá cực mềm luôn. Rồi, tiếp tục mã số 7. Mã số 7 em con dạng này. Con này nưng sẽ nưng hồng nhé, nưng hồng nhé. Nưng hơi hồng đỏ đỏ nhé. Có sọc kẻ như này. Đây. Bụng chứ bụng bông 7 màu, bông 7 màu nhé. Áo thì còn rất đẹp, không rách. Có hơi ố một chút này thôi nha, không ố nha, không bị rách thôi nha, không bụng nha, lưỡi rất sáng thôi nha. Mã số 7 một con tôm size 3.5, con này nặng 25g thôi nha, nặng 25g, size 3.5, mã số 7 sẽ để vào giá 40.000. Rồi mã số 8. Mã số 8 là con tôm dạng này thôi nha, tôm dạng này, con này thì dạng kiểu dạng hơi mốc mốc này nha, đâu, cái kiểu dáng như thế thôi nha, đây. Thân cũng anh kim, thân anh kim nhá. Đây, kiểu dáng hơi mốc quá nhá. Đó, size 3.5 này, lưỡi rất sáng này, áo thì không rách đâu nhá, không rách đâu nhá. Đây, đó, con này cái râu của nó thì hai bên, nó như nhau, nó giống nhau quá. Giống nhau quá nhá, dáng này. Mã số 8 con tôm 3.5. Con này là nặng 21g, con này để giá là 40.000 nhá, 40.000 con này. Rồi, mã số 9. Mã số 9 em có con tôm này size 3 chấm. Đúng rồi, con tôm size 3 chấm này. Đây, màu dáng như này thôi nhé.
màu đỏ cam dạng này nhé, bụng trắng đây, trắng lưỡi rất sáng rất sắc luôn nha, hình còn rất là mới, rất là đẹp, rất mới đẹp nhé. Mã số 9, một con size, một tôm size 3 chấm, con này nặng 15 gram, nặng 15 gram, con này sẽ đẹp với giá 40.000 nhé. Mã số 9. Rồi mã số 10, mã số 10 em con quan tâm tương tự như vậy, cũng size 3 chấm này, con này sẽ ăn lưng, sẽ lưng hồng như này nhé, lưng hồng kiểu dáng như này, đây bụng dạng như này nhé, size 3 chấm này, đó còn rất đẹp nhé. Con này cũng là nặng 15 gram thôi nhé, nặng 15 gram. Mã số 10 sẽ đẹp giá 40.000, một tô màu hồng dạng này. Rồi tiếp tục mã số 11. Mã số 11 em cho con một hộp đỏ cam như này, đỏ cam rực như này quá nhé. Đây bụng cho bụng trắng, đây cũng rất mới còn rất đẹp luôn, rất đẹp nhé. Size 3 chấm, mã số 11. Con này cũng nặng cho 15 gram rồi, nặng 15 gram luôn quá nhé. Mã số 11, 40.000. Rồi tiếp tục mã số 12. Mã số 12 em có con 3 chấm như này thôi nhé, 3 chấm dáng dạng như này, đây lưng sẽ lưng hồng đỏ như này quá nhé, hơi sọc sọc này, bụng trắng này, size 3 chấm. Con này số 12, con này nặng 15 gram nhé, nặng 15 gram, đều giá là 40.000. Và số 13, 13 tiếp tục cũng con 3 chấm luôn quá nhé, một con 3 chấm này, dáng dạng như này, đó, dạng như này nhé. Thân nó thân trắng này, lưng sẽ lưng hồng này nhé, lưng hồng nhé, lưỡi còn rất là đẹp nhé, rất là đẹp nhé. Size 3 chấm, con này mã số 13, nặng 15 gram, để với giá là 40.000 nhé. Rồi tiếp tục mã số 14. Mã số 14 em sẽ có con dạng như này, dạng như này nhé, bụng sẽ bụng bông nhé, bụng bông 7 màu có chấm bi dạng này nhé, hành kim này, đây lưng sẽ lưng hồng, lưng hồng. Con này size 3 chấm, lưỡi còn rất sáng rất sắc nhé, rất sắc. Đây kiểu dáng này, đó, áo không rách không bục nhá, áo không rách không bục nhá. Mã 14, con này nặng 17 gram, size 3 chấm, con này để cho cái giá là 40.000. Mã số 14. Rồi tiếp tục mã số 15. Dạ số 15 lại tiếp tục em có con 3 chấm tiếp theo, con này chứa toàn 3 chấm thôi nhá, 3 chấm. Con này thì ngoại hình đây, hoa văn kiểu dạng này quá nhá, bụng cho bụng trắng này, đây có vết kẻ này và lưng sẽ lưng cam quá nhá. Nhìn cam kiểu dáng này, đó. Lưỡi rất sắc rất bén nhé. Đây mỏ sẽ dạng này, size 3 chấm. Con này mã số 15. 15 con này nặng 15 gram thôi nhé, nặng 15 gram để với giá 40.000. 40.000 mã số 15. Rồi tiếp tục mã số 16. Mã số 16 em sẽ con size 3 chấm tiếp theo này, con size 3 chấm này. Đây kiểu dáng này, lưng sẽ lưng hồng như này nhé, lưng hồng đỏ nhé, có vệt chỉ vàng kéo đây. Con bụng sẽ bụng trắng nhé, bụng trắng thôi nhé. Đó, cái chỗ này nó đã dán thêm một lớp ánh kim này, dán lớp ánh kim nhé. Cái này chỉ lớp dán nhưng không ảnh hưởng gì quá nhé. Size 3 chấm, mã số 16. 16 con này cũng nặng 16 gram, mã số 16 nặng 16 gram, con size 3 chấm để giá 40.000 nhé. Rồi tiếp tục mã số 17. Mã số 17 em đến con này size 2.5 các bạn, size 2.5, đây kiểu dáng như này, kiểu dáng như này quá nhé. Đây lưng dạng như này con nhé, đó còn rất đẹp luôn, rất đẹp nhé, lưỡi sáng này. Mã số 17, size 2.5, con này nặng 12 gram con nhé, nặng 12 gram, con này sẽ để với giá là 40.000. Mã số 17. Rồi mã số 18, mã số 18 con này 2.5, con này hoa văn dạng này con nhé, lưng sẽ lưng cam này, lưng cam sọc sọc này nhé, đây còn rất đẹp luôn, cực kỳ đẹp con nhé, gần như là mới. Mã số 18 có này nặng 12 gram, size 2.5, để giá 40.000. Mã số 19. Mã số 19 nhà con này có 2.5 nữa nhá. Lưng sẽ lưng hồng kiểu sọc như này. Lưỡi còn rất là sáng nhá, lưỡi rất sáng nhá. Dính nó dính đây. Lưỡi rất là sáng nhá, mã số 19 này. Còn cực kỳ đẹp luôn, size 2.5. Con này nặng 12 gram. Nặng 12 gram, để giá 40.000, mã số 19. Rồi tiếp tục mã số 20. Mã số 20 em con 2.5 tiếp theo. 2.5 em con dáng dạng như này nhé, lưng sẽ lưng tím này, bụng sẽ bụng trắng này nhé, bụng bông như 7 màu này nhé, thân ánh kim dạng này, lưỡi rất sáng, áo yếc còn rất đẹp, không bục không rách. Đây 2.5 dáng con này. Con này thì trọng lượng nó sẽ là 13 gram thôi nhé, trọng lượng 13 gram. Mã số 20, 40.000. Mã số 21,
Mã số 21 em có con 205 tiếp theo. À, con này kiểu dáng dạng như này nhé. Kiểu dáng này nhé. Áo còn rất đẹp, không bục, không rách không nhé. Thân ánh kim, lưỡi đây, lưỡi đen, rất sắc. Đây mỏ dạng này nhé. Mã số 21, con 2.5. Con này trọng lượng của nó là 12 gram. Trọng lượng 12 gram. Con này mã số 21, để với giá là 40 ngàn. Rồi tiếp tục mã số 22. Mã số 22 em chọn con dạng như này. Đây, thân ánh kim này, lưng sẽ lưng xanh nhé, bụng trắng nhé. Đây, bụng trắng có sọc sọc này. Xe 2.5, lưỡi rất sắc. Mỏ nhưng còn rất đẹp quá nhé, dáng như này. Đó, 2.5, mã số 22. Con này trọng lượng sẽ là 12 gram thôi nhé. Trọng lượng 12 gram, mã số 22 sẽ đều giá là 40 ngàn. Rồi, mã số 23. Mã số 23 em sẽ con lưng hồng như này. Đôi lưng hồng hoa văn dạng này nhé, lưng cam hoa văn dạng này, bụng trắng. Đây, thân nữa rất đẹp, 22.5. Mã số 23. Mã số 23 con này nặng 13 gram thôi nhé, nặng 13 gram. Con này sẽ để có giá là 40 ngàn, mã số 23. Ôi, tiếp tục mã số 24. Mã số 24 em sẽ con tôm dạng như này. Đây, màu sẽ màu tím nhé. Thân ánh kim dạng này, phát kim này nhé. Đấy, lưỡi rất là sáng, lưỡi đen nhé, còn rất là sắc nhé. Ai có là mất bên tôm dâu này, mất bên dâu nhé. Đó, không ảnh hưởng gì cả đâu nhé, không ảnh hưởng nhé. Xe 2.5, mọi hình cũng rất là đẹp, thân mới nhé. Mã số 24. Trọng lượng con này là 12 gram, con này để với giá là 40 ngàn, mã số 24. À, 2 năm em có con như vậy luôn này, hai con giống xỉ nhau nhé, hai con giống xỉ nhé. Con này cũng mất bên tô, bên dâu thôi nhé. Bên dâu bên này này, mã số 25. Cũng nặng 13 gram. Xe 2.5, mà 2 năm để với giá 40 ngàn. Rồi, tiếp tục mã số 26. Mã số 26 em có con tôm 2.5 dạng này nhé. Đây, lưng sẽ có 4 màu này. Đây, bụng sẽ bụng bông 7 màu nhé. Có kẻ sọc này. Đó, để cái này kiểu giống chân của tôm thôi nhé. Bụng tôm 2.5 này. Lưỡi rất sáng, ngoại hình còn rất đẹp thôi nhé. Mã số 26. 26 này nặng 12 gram. Để có giá là 40 ngàn, mã số 26. Rồi tiếp tục mã số 27. Mã số 27 em đem một con đuôi eo nhé, một con đuôi eo nhé. Con này ngoại hình của nó thì cái râu của nó bị đứt hết rồi, râu đứt hết rồi nhé. Thân thì áo hơi rách một chút chỗ này, hơi rách chút nhé. Bụng bông 7 màu, đây dáng này. Đuôi eo con này size 3 chấm, size 3 chấm. Lưỡi còn cực kỳ sáng, cực kỳ sắc nhé. Kiểu dáng dạng này, size 3 chấm, mã số 27. Mã số 27. Con này là trọng lượng nó sẽ là 14 gram, con size 3 chấm của đuôi em. Con này mã số 27 sẽ để với giá 40 ngàn nhé. Rồi, tiếp tục mã số 28. Mã số 28 là con đuôi áo Jojuri. Đuôi áo Jojuri nhé. Con này ngoại hình áo cũng có bị sứt như này nhé, sứt như này nhé. Kiểu dáng dạng như này. Đó, kiểu dáng dạng như này con nhé. Size con này sẽ là size 3.5. Size 3.5. Tám này, lưỡi còn rất sắc này. Áo bị rách một chút thôi, màu sẽ dạng như này nhé, màu này nhé. Con này mã số 28. Trong lượng nó là 19 gram, sẽ để với giá là 40 ngàn nhé, mã số 28. Rồi mã số 29. Mã số 29 em có 4 con tôm này. Đây, 29, 30, 31, 32. Có 4 con tôm size 2 chấm như này nhé. Đây, đủ màu, đây, dạng dáng như này nhé. Cực kỳ đẹp luôn, gần như là mới, lưỡi còn rất là sắc nhé. Cho nào tay nhỏ, size 2 chấm này, 2 chấm đầy ra này, màu cực kỳ đẹp luôn. Con này trọng lượng của nó sẽ là 8 gram, trọng lượng sẽ là 8 gram thôi nhé, 8 gram, mã số 29, 40 ngàn. 30 cũng 8 gram này, đây, xoay cho qua nhé, màu dạng như này. Đó, size 2 chấm, cực kỳ đẹp luôn, đây, cũng là 8 gram, mã số 30, 40 ngàn. Mã số 31. 31 con nó cam đậm hơn như này nhé, cam đậm hơn nha. Cũng nặng 8 gram, mọi hình còn rất đẹp, gần như là mới nhé. Họ size 2 chấm, mã số 31, 8 gram, 40 ngày. Mã số 32. 32 em có con màu hồng như này nhé, con màu hồng dạng như này. Màu dạng này, bụng trắng này. Cũng size 2 chấm, 8 gram. Lưỡi đẹp, rất mới. Mã 32, 8 gram, size 2 chấm, để ra 40 ngày. Rồi tiếp tục 33. 33 em có con size 3.5 này. 3.5 kiểu dáng dạng này nhé. Dạng này nhé. Con này sẽ lưỡi chiên nhé. Chúng lưỡi chiên rồi nhé. Đó đây. Ngoại hình áo nó còn rất đẹp, không sách không bục,
Đó, không rách không mục nhá. Con này mắt sẽ mắt dạ quang này, mắt dạ quang này. Đây. Đó, giá cực kỳ đẹp luôn. Mã số 33, con này size 3.5. Con này trọng lượng sẽ là 16g, trọng lượng 16g, con sẽ là cái giá 40.000 nhá, con số 33. Rồi, mã số 34. Mã số 34 em có con này size 2.8, em có size 2.8 nhá. Con này tôm cực kỳ đẹp này. Đây, kiểu giá cũng đẹp quá nhá, kiểu giá đẹp nhá. Con này lưỡi chỉ có hàng lưỡi trên dạng này nhá, một lưỡi trên thôi. Đây, màu vàng ánh kim dạng này. Mã số 34, con này size 2.8. Con này trọng lượng của nó sẽ là 15g. 15g con sẽ để với giá 45.000, mã số 34, đồ tôm dáng này nhé. Dáng này, đó. Rồi, mã số 35. 35 em mua tôm size 3.5, con này màu dạng như này. Con này cực kỳ đẹp quá nhé, cực kỳ đẹp nhé. Áo thân, áo không rách không bục nhé. Lưng sẽ lưng đỏ này. Lưỡi sắc bén này, lưỡi sắc bén này. Đây, kiểu dáng này. Cực kỳ đẹp luôn. Mã số 35, con size 3.5. Con này là trọng lượng nó sẽ 21g. Con này sẽ để với giá là 50.000 nhé, 50.000 em này nhé. Rồi, mã số 36. Mã số 36 em có con đuôi áo Jojuri. Đuôi áo Jojuri này. Con này kiểu dáng dạng như này. Thân áo còn cực kỳ đẹp. Mặt dạ quang nhé, mặt dạ quang nhé. Size 3.5, lưỡi sáng. Áo còn đẹp, không rách, không bục thôi nhé. Đây, con này sẽ lưng sọc xanh. Nền cam như này có nhé, nền cam này nhé. Mã số 36, con đuôi áo Jojuri, size 3.5. Con này trọng lượng của nó sẽ là 21g. Con này sẽ để với giá là 50.000, mã số 36. Rồi, mã số 37. Mã số 37 là con Yamashita. Con Yamashita size 4.0 nhé, size 4.0. Con này bụng sẽ bụng bông 7 màu này, bụng bông 7 màu này. Lưng sẽ lưng cam như này nhé, lưng cam nhé. Dãy lưỡi thì chỉ có một dãy trên thôi, dãy trên thôi. Lưỡi còn rất là sắc này. Con này thì báo luôn các bác là nó mất 2 cái râu hai bên nữa. Chứ không ảnh hưởng gì quá nhá, không ảnh hưởng nhá. Được cái áo không rách nhất là ok rồi. Không rách nhất là rất là đẹp nhá. Con số mã số 37. Mã số 37 con size 3.0, à size 4.0. Con này nặng 29g, sẽ để có giá là 45.000, mã số 37. Rồi, tiếp tục mã số 38. Mã số 38 là con này của Yamashita thôi nhá. Một con Yamashita nhá, size 3.5. Đây của dạng này, con này hơi bị bục áo một chút như này nhá, bục áo một chút nhá. Đây, nó sẽ màu xám dạng này, râu rất đầy đủ này, lưỡi còn rất là sắc này, lưỡi sắc này. Đây, kiểu dáng dạng này nhá, size 3.5, mã số 38. Mã số 38 con này nặng 20g, nặng 20g, để ra 45.000, một con Yamashita, size 3.5 nhá. Rồi, tiếp tục mã số 39. Mã số 39 em con để em xem tiên đây này. Tiên hơi có đọc thôi, em cho bác xem thôi nhé. Đây nó có tên này. Đó này. Còn đây kiểu dáng của nó, kiểu dáng màu sẽ màu đỏ vân vân này nhá. Màu đỏ vân vân dạng như này nhá. Size 3.5 này. Lưỡi đây, lưỡi còn rất sắc nhá. Bỏ đây các nhá. Đó. Size 3.5. Con tôm chính hãng nhé. Con này thì trọng lượng của nó sẽ là nặng 19g, là mã số 39, sẽ để có giá 45.000. 45 con tôm dạng này nhá. Rồi, tiếp tục mã số 40. 40 em có con Yamashita tiếp, một con Yamashita dáng dạng như này. Bụng sẽ bụng bông 7 màu này nhá. Lưng sẽ lưng hồng nhá. Lưng hồng. Mắt sẽ mắt dạ quang này. Râu tôm đầy đủ này. Lưỡi sắc nhá, nhá. Có cả chân vảy này. Đó, dáng của dạng này nhá. Mọi hình đẹp. Áo không bục không rách nhé, không bục không rách. Mã số 40. Mã số 40 con này size 3.5. Con này nặng 21g. Con này sẽ để với giá 50.000, mã số 40 nhé. Rồi, mã số 41. 41 em có con Yamashita tiếp theo. Yamashita. Đây, con này size 3.0 thôi nhé. Size 3.0. Dáng dạng như này. Đó. Màu sẽ lưng lưng hồng nhé. Bụng trắng bụng bông này. Lưỡi rất sắc bén nhé. Đây phần mỏ này còn rất là đẹp, dầu chưa còn đầy đủ. Con Yamashita size 3.0, con mã số 41 con này trọng lượng 16g, sẽ để có giá là 50.000. Ở 42 em đến con này của hãng Rodeo nhé. Đây, Rodeo này, con này sẽ là size 3.5F. đây, kiểu dáng dạng này, lưng sẽ lưng cam như này nhá, lưng cam vẽ sọc sọc này.
khó dán phản quang lấp lánh các bác nhé. Đây kiểu dáng nhận này, bụng bông lấp lánh bảy màu các nhá. Những cái này thì người Nhật người ta dán sẵn rồi, các bác có thể để câu để cho hút cá hơn nhé. Đây lưỡi sẽ lưỡi rất sắc bén luôn, rất sắc bén nhé. Mò này còn rất đẹp, mắt dạng qua. Size 3.5 con Rodeo mã số 42. Con này nặng 20g, sẽ để có giá là 50.000 mã số 42. Rồi 43 em sẽ có con Duel. Một con Duel nhé. Một con Duel con này sẽ là size 3.5, dáng dạng như này, 7 màu này nhé, 7 màu nhé. Râu trước đầy đủ này, lưỡi sắc này. Đây, bụng bông 7 màu, lưng khan. Con này áo nó hơi bị rách một chút chỗ này nhé, rách một chút chỗ này nhé. Đó, không ảnh hưởng gì cả. Con này thì câu thu hút khá cực tốt này. Mã số 43, con này size 3.5. Con này trọng lượng của nó sẽ là 19g, để có giá là 50.000 mã số 43. Rồi 44 em sẽ con này của Duel Jojori nhá. Con này bụng bông 7 màu lấp lánh này. Con này cực kỳ đẹp luôn. Đây, bụng cực kỳ đẹp nhá. Lưng sẽ lưng hồng như này. Lưng hồng để thu hút mực rất tốt nhá. Lưỡi rất sắc này, lưỡi sắc này. Mỏ còn đẹp này. Râu rất ok các bác nhá. Mắt sẽ mắt dạ quang nhá. Mắt dạ quang các bác nhá. Mã số 44, size 3.5. 3.5 con này trọng lượng sẽ là 20g. Để có giá là 50.000 mã số 44. Rồi tiếp tục mã số 45 em có con Yamashita. Con Yamashita nhé. Lưng sẽ lưng cam dạng như này. Đấy, lưng cam này. Áo không rách không bục nhé. Mắt dạ quang này. Râu hai bên đầy đủ này. Lưỡi sắc này. Có chân bụng này. Size 3.5 Yamashita mã số 45 con này trọng lượng nó sẽ là 21g. Sẽ để có giá là 50.000 nhé. 50.000 nhé mã số 45. Và mã số 46 em sẽ con Yamashita size 3.0. Con này là hãng đời mới nhé. Đời mới nhé. Dáng này lưng sẽ lưng tím này. Bụng sẽ bụng bông 7 màu lấp lánh như này nhé. Đó. Có sọc cực kỳ đẹp. Lưỡi bào sáng luôn. Râu rất đầy đủ nhé. Yamashita đời mới này. Đây mã số 46. Con này size 3.0. Con này là mã số 46. Nặng 15g. Sẽ để với giá là 80.000 con này nhé. 80.000 mã số 46. Rồi tiếp tục mã số 47 em sẽ có tôm mới dạng này. Tôm mới như này, còn nguyên hộp nhé, size 3.0 này. Con này của UR này. Đây Junkia nhé. Đây. Đó, còn nguyên hộp nhé. Nguyên hộp nhé. Con này size 3 chấm. Con này nó không ghi trọng lượng 3 chấm thì nó chỉ sang ra từ 12 đến 16g nhé. 12-16g nhé. Đây. Đó, đúng không? 12-16g nhé. Mã số 47 này. Mã số 47 nó có size 3 chấm này, còn nguyên trong hộp này. Sẽ để với giá 65.000 nhé. Màu sẽ màu cam nhé. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi tiếp tục mã số 48. 48 nó có con extension này. Đây. Lưng sẽ lưng cam đỏ này nhé. Lưng cam đỏ nhé. Thân ánh kim này, còn mới nguyên trong hàng dụng. Con này size sẽ là size 3.5 à. Để em kiểm tra lại nào. Ghi đâu bạn, để bóc luôn, không bóc được thôi. Con này size 3 chấm luôn nhá, size 3 chấm, nó có chữ chỗ này M rồi, size 3 chấm luôn nhá, size 3 chấm mã số 48. Đây, một con extension, à, nó ghi thông số size thôi nhưng mà nó không ghi size chi tiết nữa, này. Extension Death Sliver. Con này màu gold pink. Màu gold pink đó nhé. Đây, thân anh kim vàng này nhé. Còn mới đẹp nhé, chưa qua dụng nhé. Mã số 48 sẽ để với giá là 65.000. Tại vì nó mới em sẽ không bóc nữa. Mã số 45 65.000. Mã số 48 65.000. Rồi tiếp tục mã số 49. Mã số 49 nó sẽ còn 2.5g. Nặng 13g đó nhé. Size 2.5 nặng 13g. Đây, một con extension cũng màu gold pink nhé, màu giống con kia. Đó, mới nguyên chưa qua sử dụng nhé, còn rất đẹp nhé. Này. Đó. Gold pink extension. Đó giá này các nhé. Hộp nguyên này, chưa qua sử dụng luôn nhé. Size 2.5, nặng 13g, mã số 49 sẽ để với giá là 65.000. Rồi, tiếp tục mã số 60. Mã số 60 em có một con này, con
SVR, màu con SVR nhé, SVR con này kiểu dáng như thế này, đây, size 2.5, size 2.5 nhé. Này, thân sẽ ánh kim phát ra dạng màu đấy, màu sẽ là màu vôi hay vàng đồng đấy nhé, vàng đồng nhé. Này, con này sẽ là size 2.5, con này là 10g, hàng mới chung và dụng. Đây còn nguyên hộp này. Con này mã số 6, à, mã số 50. Mã số 50 sẽ đổi giá là 65.000 nhé. Mã số 50 65.000. Một con 2.5 nặng 10g. Rồi tiếp tục mã số 51. 51 em cho con Bui Aozuri. Bui Aozuri này. Đây này, con này giá cũ đó 1.000 à đó. Giá mới sẽ là một xuyên tư 70 con nhé. Nó 300.000 đấy. Đây. Con này là size sẽ là size 3.5, size 3.5 nặng 19.000, mới con nguyên hộp nhé. Bui Aozuri. Đây. Màu sẽ dạng màu xanh hơn ống chuối này, lưng sẽ lưng ánh kim này nhé, ánh kim trắng này nhé, để thu hút cá nhé. Mã số 51, một size 3.5 nặng 19g sẽ để có giá là 100.000. Mã số 51. Rồi tiếp tục mã số 52 em con dốc ke tư, dốc ke tư coi nhé, dốc ke tư này, dốc ke tư này, này kiểu dáng nhận này, lưng sẽ lưng hồng này nhé, lưng hồng có phản dạ quang nhé, lưng hồng có phản quang này nhé, họ phản quang anh kim này. Con này sẽ là size 3.5, size 3.5, con này không ghi gam ạ, con này chỉ size 2.5 thôi. Con này thì à, size 3.5, con này trọng lượng chắc là tầm 18-19g, 18-19g thôi nhé. Đây kiểu dáng này, đó mới nguyên quả sử dụng thôi nhé, mới nguyên cho quả sử dụng nhé. Hoa số 52, một con tôm Rocketti xe 3.5 sẽ đẹp với giá 100.000. Mã số 52. Rồi mã số 53. Mã số 53 cho con Daiwa nhé. Một con Daiwa dáng như này và size 3.0 nặng 14.5g, mới nguyên cho khỏi dụng. Đây, nó xúc ánh dạng như này nhé, vằn như nổ ấy, còn khá đẹp nhé. Đó một con Daiwa đây này, đó cực kỳ đẹp luôn, hàng mới, size 3.0 nặng 14g. Con này là mã số 53 sẽ để với giá 150.000 nhé, một con Daiwa nhé. Rồi tiếp tục mã số 54 em sẽ có một bó này. Một bó này sẽ đến với bao nhiêu con quá nhé. Khá là nhiều đấy, nó đủ các loại màu luôn. Con này thì cái loại này cho nó là câu trên thuyền nhé. 2, 4, này, 6, này, 8, 10, 12, 14, 16. Không đếm được còn nhiều quá. Tổng cộng có 20 con này. Ui, nó nhiều quá, 20 con như này quá nhé. Đủ các loại size, đủ các loại màu nhé. Đủ loại màu nhé. Cái này cho bác nào câu trên thuyền là ok này. 20 con này mã số 54 sẽ được với giá 200.000 nhé. 20 con nhé, tính ra 10.000 con thôi. Mã số 54 200.000, 20 con này. Rồi tiếp tục mã số 55. Mã số 55 em sẽ có tổng cộng 7 con này thôi nhé. 7 con dạng như này. Đây. Cũng dáng kiểu giống tôm đây như này thôi nhé. Có lưỡi rất sắc luôn. Đây kiểu dáng như này. Đây đủ các loại màu luôn. Đủ các loại hình nhé. Đó, xanh đỏ tí vàng để đủ hết đó nhé. Đủ hết nhé. Tổng cộng có 7 con này. 7 con này đều đẹp hết đó nhé. Đó, đều đẹp hết nhé. Con này mã số 55. 7 con này em sẽ để với giá 120.000 nhé. 120.000 bởi quan dạng như này. Đó. Cái này cho các khu trên thuyền nhé. Rồi tiếp tục mã số 56. 56 em sẽ có một combo dạng như này. Đầu tiên em sẽ có một cái phao đèn này. Phao đèn nhé. Và sẽ có 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 như này. 14 như này thôi nhé. Đó. Cho các câu cũng là khu trên thuyền thôi. Cái này câu bằng tay thôi nhé. Câu giật giật bằng tay thôi. Đây. Dáng dạng như này. Có cả phao nữa nhé, có cả phao sáng nhé. 14 cái này, mã số 56 sẽ được với giá 100.000, 100.000 nhé. Có 14 cái một quả phao, 100.000, mã số 56. Thì là clip hôm nay em lên qua 56 mã. Tập cẩm hôm nay em lên khá là nhiều tôm ấy. Bao là mã nào đây gọi để trực tiếp cho em để chốt hàng hoặc là inbox qua Zalo nhé. Còn bây giờ em phải dừng video, hẹn gặp video tiếp theo.